Thực ra em không nghĩ là sẽ gặp lại anh. Nhưng trái đất nhỏ bé này cứ khiến con người ta phải đối diện với những điều đáng xấu hổ như vậy. Chuyện cũ đã qua lâu rồi, em với anh giờ cũng chẳng có mối quan hệ gì. Có gặp nhau cũng chỉ thêm khó xử. Vậy nên anh Lâm này, em nhờ anh một việc được chứ? Từ giờ chúng ta coi như không quen biết. Có gặp nhau thì cũng chỉ bước qua thôi.